Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập hội thượng hội đồng và nói: Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập thượng hội đồng và nói: Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy. Rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: Các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông làm thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mắc khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ê-phra-im. Người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê, nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau: Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ. Các ông có nghĩ thế không? Còn các thượng tế và người Pha-ri-sêu thì ra lệnh: Ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Suy niệm. Tin mừng thuật lại: Đức Giêsu đã từng nhiều lần bị người Do Thái tìm cách bắt bớ, ném đá và bị đe dọa giết chết. Nhưng đây là lần đầu tiên các thượng tế, các người Pha-ri-sêu và thượng hội đồng Do Thái quyết định giết Đức Giêsu cách công khai. Theo tin mừng Gioan, lý do gần nhất đưa đến quyết định xử tử đó chính là việc Đức Giêsu làm cho anh Lazaro chết 4 ngày sống lại. Sự sống lại của anh đã khiến cho nhiều kẻ tin vào Đức Giêsu. Các nhà lãnh đạo tôn giáo sợ rằng phong trào theo Đức Giêsu sẽ tiếp tục bành trướng, mọi người sẽ tin và quân Roma sẽ đến phá hủy đất nước và nơi thờ tự. Cai-pha là vị thượng tế đương nhiệm năm ấy, đứng trước sự lúng túng và lo âu của các thành viên trong thượng hội đồng. Đột nhiên ông phát biểu như không cần suy nghĩ thêm gì nữa: Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Lời phát biểu bộc phát như thế nào ngờ lại là một lời tiên tri thốt ra từ miệng một vị thượng tế. Cai-pha chỉ muốn loại trừ Đức Giêsu để bảo đảm an ninh cho đất nước và đền thờ, nhưng ông lại vô tình nói tiên tri về tính cứu độ của cái chết Đức Giêsu. Cái chết ấy sẽ cứu cả dân tộc Do Thái khỏi bị tiêu diệt. Đức Giêsu chết thay cho dân của Ngài. Nhưng Cai-pha không ngờ ảnh hưởng của cái chết ấy còn vượt xa hơn nhiều. Ngài chết không chỉ thay cho dân Do Thái mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mắc khắp nơi về một mối. Cái chết ấy có khả năng quy tụ mọi kẻ tin vào Đức Giêsu về một đoàn chiên duy nhất, kể cả dân ngoại. Cái chết ấy có khả năng kéo mọi người lên, chẳng trừ ai. Đức Giêsu đã bị kết án ngay khi chưa có phiên tòa chính thức.
Ngài bị kết án tử vì đã trao ban sự sống cho một con người. Cái chết của Ngài không ngăn cản được sự sụp đổ của thành Jerusalem và sự tan hoang của cả đất nước Do Thái vào năm 70. Nhưng cái chết ấy đã đem lại ơn cứu độ cho mọi người tin. Hiệu quả của cái chết ấy vẫn còn mãi đến ngày tận thế. Đức Giê-xu đã hiến mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Năm 2008, người ta xác định được 20 nhà truyền giáo bị giết trên thế giới. Họ đã can đảm sống trong những hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm và đón nhận cái chết như cái giá phải trả cho tình yêu dấn thân phục vụ vì tin mừng. Có bao tín hữu vô danh khác vẫn âm thầm nếm trải cái chết hằng ngày chỉ vì muốn theo gương Thầy Giê-xu đem bình an, hạnh phúc và sự sống cho anh em đồng loại của mình. Lạy Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa, Ngài đã sinh xuống làm người như chúng con, nên Ngài rất hiểu gánh nặng của phận người. Cuộc sống hằng ngày của chúng con đầy rẫy những cạm bẫy mời mọc, mà chúng con lại quá mong manh, yếu hèn. Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt, giữa ánh sáng cũng có những bóng mờ đe dọa. Xin đồng hành và nâng đỡ mỗi người chúng con, để không bao giờ chúng con bỏ cuộc, nhưng luôn can đảm, dù có phải đối diện với thách đố, thập giá và cả cái chết. Bởi lẽ chúng con xác tín rằng chiến thắng thuộc về những người đặt niềm hy vọng tuyệt đối vào Đức Kitô phục sinh. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu, kia không cùng con giấu. Thập giá hiến thân vì nhân loại.